Cựu học sinh Chu Văn An, cựu sinh viên của trường Đại học Văn khoa Sài Gòn, thời điểm trước 1975, ông làm việc cho Đệ thất Không lực Hoa Kỳ và Tòa đại sứ Mỹ tại Sài Gòn. Và vào năm 1975, sau khi Sài Gòn sụp đổ, thì ông bị tù cộng sản khổ sai đến 17 năm dài đăng đảng, thưa quý vị. 17 năm là một thời gian dài lắm. Và ông là một trong 20 người tù sau cùng rời khỏi trại giam. Cho nên từ đó, cái tên người tù cuối cùng gắn liền với tên tuổi của ông. Và ông đã đi định cư Hoa Kỳ vào thập niên 90. Tại hải ngoại thì ông sinh hoạt rất là tích cực trong các hội đoàn cũng như là đoàn thể trong tư cách một bình luận gia thời cuộc. Ông viết sách, viết báo và ông thường xuyên được các trường đại học tại miền Nam California mời đến để diễn thuyết xung quanh các đề tài như cuộc chiến Việt Nam và chính sách tù đầy khắc nghiệt của Cộng sản đối với quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Xin chúng ta chào đón phần giới thiệu tác phẩm của bình luận gia Phạm Gia Đại. Xin cảm ơn MC Bích Trâm. Kính thưa quý vị, chúng tôi với tác giả Phạm Quang Trình có một cái duyên gặp gỡ ở nhau trên cái phương diện văn học và nghệ thuật. Trước hết, khi chúng tôi được biết anh ra cuốn sách Những lời chú trăn của Ngô Đình Nhu, thì chúng tôi có liên lạc với anh và cũng mong anh gửi cho cuốn sách đó để chúng ta xem, để viết thêm những tài liệu về cái nền đệ nhất Cộng Hòa. Và từ đó chúng tôi có cái mối duyên hội ngộ với nhau. Và sau đó khi anh nói chuyện với tôi rằng anh hỏi ý kiến tôi rằng anh nghĩ gì về cuốn sách đó, thì tôi có cho anh một số những cái nhận định của tôi. Và một trong nhận định mà tôi quý trọng tác giả Phạm Quang Trình đó là lập trường của người quốc gia kiên định. Cái lập trường kiên định ở đây là trong suốt cuốn sách đó anh viết về đệ nhất Cộng Hòa, không có một dòng chữ nào anh phê bình, không có một từ ngữ nào anh lên án. Bởi chúng ta biết rằng trên thế gian này bất cứ một chế độ nào cũng đều có khuyết điểm của nó, không thể nào hoàn hảo được. Nhưng Việt Nam Cộng Hòa chúng ta, ưu điểm đã nổi bật lên trên những khuyết điểm rất nhỏ. Và chúng ta giữ lấy các cái ưu điểm lớn đó để chúng ta tự hào là người Việt Nam Cộng Hòa. Cũng như hôm nay quý vị nhìn thấy những biệt đội lên đây hát những bài hát ngày xưa của chúng ta. Đó là cái điểm son mà chúng ta còn giữ lại ở tại hải ngoại. Chính vì thế tôi quý trọng anh. Trong khi rất nhiều người khác chỉ vì những cái điểm rất nhỏ của chế độ chúng ta mà họ đã làm mờ xóa đi những nét oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Đấy là điều đáng tiếc. Từ quý trọng đó, một hôm anh gọi cho tôi, anh nói rằng: anh Đại ơi, tôi mới mời anh để giới thiệu cuốn sách của tôi. Tôi có hỏi anh rằng anh mới ra cuốn sách nào đó. Anh nói là nghệ thuật làm MC và chuyện cười. Tôi rất ngạc nhiên. Bởi vì như MC Bích Trâm nói đó, anh là người đi tiên phong trong lĩnh vực này. Anh đã từng viết rất nhiều cuốn sách mà quý vị có thể nhìn thấy trên cái bìa cuốn sách ra mắt ngày hôm nay. Rất nhiều cuốn sách. Đặc điểm của những cuốn sách của anh là anh nêu ra những điểm ưu điểm đặc biệt đáng yêu, đáng quý của nền đệ nhất và nền đệ nhị Cộng Hòa chúng ta trong 21 năm chúng ta được sống an bình tại miền Nam trước kia. Đó là một điều vô cùng đáng quý, chúng ta phải trân trọng những người lính, những người đã hy sinh bảo vệ chúng ta để chúng ta được sống an bình ở thành phố Sài Gòn, thành phố khác suốt từ năm 1954 đến năm 1975. Chính vì thế mà tôi nhận lời. Chính vì thế ngày hôm nay tại hội trường của Thư viện Việt Nam miền Nam California này, đây là một ngày đặc biệt bởi vì có sự hiện diện của quý vị ở đây và hiện diện của cuốn sách đầu tiên đi tiên phong trong cái lĩnh vực hướng dẫn làm MC cũng như là hướng dẫn những cái chuyện cười để giúp những người MC đó họ có thể
duyên dáng hơn trên sân khấu, họ có thể nói những câu chuyện hấp dẫn hơn, và từ đó chúng ta nhìn thấy rằng người MC là cái người đã tạo cái không khí vui tươi trong bất cứ một cái lễ hội nào. Đối với Việt Nam chúng ta thì đây là lĩnh vực rất là mới, nhưng đối với Hoa Kỳ đó thì họ đã có từ lâu rồi. Nó từ đầu thế kỷ thứ 20 là vai trò MC bắt đầu nổi bật lên tại Hoa Kỳ. Và chúng ta thấy có người đã đi tiên phong trong vấn đề mà làm MC tại Hoa Kỳ, và chúng tôi xin đan cử ra một vài những cuốn sách trước khi chúng tôi đi vào cái cuốn sách chính ngày hôm nay. Từ thập niên 1930, thập niên 1940, chúng ta thấy rằng có những người họ yêu mến nghệ thuật đến đó họ sống với sân khấu, sống ở trên sân khấu và sống được sau sân khấu, và những người đó là người tiên phong đã đi vào vấn đề mà MC. Chữ MC của người Mỹ đó nó là Master of Ceremonies, là những người hướng dẫn chương trình. Đầu tiên những chữ này đó là không có trong từ điển của tiếng Anh. Và đầu thế kỷ thứ 20 thì lúc bây giờ khi người ta nói tới MC, người ta nhầm lẫn qua là những người là kiểm soát những chiếc micro, là những kiểm soát về âm nhạc. Cho nên sau này khi mà chữ MC chính thức được phổ biến và bây giờ chính thức đưa vào trong từ điển thì chúng ta mới có danh từ đó để chỉ những người MC. Thí dụ như quý vị đã thấy một MC rất duyên dáng ngày hôm nay là Big Trâm. Thì một số cuốn sách chúng tôi nêu ra đây quý vị có thể thấy trên Amazon. Thí dụ như cuốn Master of Ceremonies by Donald Cousins. Cuốn này bán chỉ có 5 đồng 9 sen mà thôi. Cuốn The Master of Ceremonies by George Manville Fenn. Đây là một tác phẩm. Nó là một novel, một tác phẩm. Và Master of Ceremonies by David Henry Sterry. Và Master of the Ceremonies and Eventful Life by Rick Birch. Và cái một MC đặc biệt nữa, họ chỉ viết về MC về đám cưới thôi, cho nên ông ta viết là Master, ông ta đầu viết là The Wedding MC, A Complete Guide to Success for the Master of Ceremonies by Tom Helbeck. Một cuốn nữa là Master of Ceremonies, The MC's Handbook for Excellence by Dana Lemon. Nhưng cái cuốn chúng tôi muốn nói ngày hôm nay đó, để so sánh với cuốn của anh Phạm Quang Trình đó, chính là cái cuốn Master of Ceremonies, A Memoir, một cuốn hồi ký by Joel Gray, xuất bản tháng 2, 2016. Cuốn này là cuốn tự truyện hồi ký của chính tác giả. Ông đã say mê sân khấu từ lúc ông 9 tuổi. Và trong khi mà say mê sân khấu đó, ông là người một trong người tiên phong trong vấn đề mà đưa cái vai trò MC lên ngang tầm mức quan trọng của một cái lễ hội. Và ông đã được những cái giải thưởng là Tony and Academy Award winning về Master of Ceremonies. Và ông đã nổi tiếng khắp các nơi, từ Vaudeville qua tới Hollywood, qua tới Chicago. Và cuốn này là mấy cuốn mà chúng ta thấy rằng chúng ta cần biết để mà về nghệ thuật MC như thế nào. Trong những cuốn sách này, như chúng tôi nói từ đầu đó, là có những cuốn có 5 đồng 09 thôi. Nhưng mà cái cuốn mà Master of Ceremonies and Eventful Life đó, nó bán tới 103 đồng 49 cent đó. Cho nên nó có tất cả những cái lĩnh vực từ thấp đến cao mà tôi hướng dẫn mình làm MC. Bây giờ trở về cuốn sách ngày hôm nay mà ra mắt sách Nghệ thuật làm MC. Trong cuốn này còn có 2 phần chính mà tôi có đọc qua và tôi có nghiên cứu thì thấy rằng tác giả muốn nhấn mạnh đến vấn đề hướng dẫn làm sao chúng ta có thể thành công khi đứng trên sân khấu làm MC, hướng dẫn từ những bữa tiệc nhỏ, những cái đám cưới, đám hỏi, cho đến những cái bữa tiệc của các hội đoàn, cho đến những cái bữa tiệc lớn ở ngoài cộng đồng, và đồng thời những cái mà events lớn khác nữa, làm sao chúng ta thành công trong những giai đoạn khó khăn đó. Và lồng vào trong đó là những câu chuyện cười, những cái bài viết thí dụ. Và cái phần thứ hai cũng rất là quan trọng cho người MC, đó là tất cả là 150 câu chuyện cười mà tác giả đã bỏ công ra là thâu góp những tài liệu từ trên Internet.
và của chính mình làm thành 150 chuyện cười. Chúng ta có thể dùng đó để làm tài liệu tham khảo khi chúng ta làm MC, hay chính chúng ta không phải MC nữa, chúng ta có thể kể chuyện vui trong gia đình hay là những bữa tiệc chung của họ hàng gia đình chúng ta. Bên nãy MC Bích Trâm có nói rằng tác giả có nêu ra ba cái câu thơ chê cả những cô gái Bắc Kỳ, chê cả những cô gái Trung Kỳ, chê cả những cô gái Nam Kỳ. Thì thật sự ra đây là những câu chuyện vui, chê nhưng mà khen đằng sau lưng. Chúng ta nhìn thấy cái chê đó để mà khen. Cái người Bắc có những cái rất là tế nhị. Nhiều khi hỏi chê đó nhưng thật sự ra là khen. Nhiều khi nói đô đó nhưng thật sự ra là yes. Thì tôi chứng minh cái điều đó rằng trong cuốn sách này, ông không nêu tên một người đàn ông nào MC cả. Ông nêu ra ba nữ lưu, ba người phụ nữ mà hôm nay hai vị có mặt ở đây, để là chứng cớ rằng đây là ba người MC mà ông muốn nêu ra có sự thành công. Thì thứ nhất là chị Nguyễn Thanh Thủy, chúng ta đã biết rồi, chị đã lên sân khấu. Thứ hai là chị Friends Thế Thủy, chị ngồi ngay đây. Người thứ ba là cô Phạm Đỗ Thiên Hương, thì hôm nay cô bị bệnh chắc chưa đến được. Là trong cuốn sách ông đã nêu ra ba người nữ MC mà thôi, chứng tỏ rằng ông tôn trọng phái nữ, ông kỳ thị phái nam. Đó là tôi chứ kỳ thị tôi để trong ngoặc kép thôi. Thì trong cái không khí ngày hôm nay chúng ta ra mắt sách của một cuốn sách mà nó rất là thi vị, nó rất là hấp dẫn và nó rất là bổ ích cho chúng ta để chúng ta đọc. Thì chúng tôi cũng trên tinh thần của người đồng môn cùng học chung Văn An, anh học trên tôi 3 lớp. Và tôi rất là quý trọng anh vì trên cái tinh thần lập trường quốc gia của anh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta ra mắt sách ngày hôm nay để giới thiệu một cuốn sách đầu tiên trong lãnh vực văn hóa, nghệ thuật của người Việt tại hải ngoại. Đó là cuốn Nghệ thuật làm MC và Chuyện cười mà chúng tôi mong rằng quý vị sẽ ủng hộ tác giả. Và ngày hôm nay tác giả cũng từ trên San Jose xuống đây để ra mắt sách ở đây. Đó là một cái niềm vui của chúng ta. Và trong cái những cuốn sách về MC đó có một cái dòng chữ mà tôi thấy rất là quan trọng. Họ nói rằng cái vai trò của cái MC này đó, có thể làm cho các buổi lễ hội đó nó trở nên không những sống động, nó trở nên hấp dẫn, nó trở nên vui tươi, và nó làm cho những khán giả ngồi bên dưới đó, họ cảm thấy hài lòng và họ cảm thấy hãnh diện, họ đã có mặt trong cái buổi lễ hội đó. Chính là nhờ người MC. Đó là vai trò rất quan trọng. Cho nên cái cuốn sách này ra đời ở đây, tôi nghĩ rằng đi một bước tiên phong, nhưng nó sẽ là giúp cho chúng ta tìm lại những cái niềm vui trong cuộc sống của mình. Trong cuộc sống bây giờ nó rất nhiều những áp lực, thì đây là một cuốn sách nó giải tỏa cho chúng ta những áp lực. Và ngày hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây trước hết là để chào đón tác giả, cũng như là chào đón mà tác phẩm đầu tay của anh trong lĩnh vực này. Và một lần nữa chúng tôi giới thiệu đến cuốn sách Nghệ thuật làm MC và Chuyện cười ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị.